chắp cánh cho đôi chim bay về tổ. Ai đã dẫn lối cho đôi bạn trẻ yêu nhau? Tình yêu thì được bắt đầu từ đôi mắt. Và ngày mai thì được bắt đầu từ ngày hôm nay. Xin vâng kính thưa toàn thể quý vị, nếu như mùa xuân mang đến cho những mầm xanh nảy lộc, thì tình yêu mang đến cho tuổi trẻ những hoài bão và ước mơ. Xin vâng kính thưa toàn thể quý vị, sau bao nhiêu lâu thời gian tìm hiểu quen biết, cô dâu Mai Tuyên và chú rể Phan Sơn đã cùng nhau chèo lái con thuyền của mình, vượt qua bao nhiêu khó khăn, kham khổ, và cuối cùng họ cũng đã cập đến được bến bờ của hạnh phúc. Và đám cưới ngày hôm nay cũng như sự hiện diện của toàn thể quý vị quan khách, cô dì, chú bác, các cô ông, cụ bà, các bạn trẻ, nam thanh, nữ tú chính là minh chứng cho tình yêu đó. Và không để cho tất cả quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía cổng chính hôn trường cưới để chào đón tân lang, tân gia nhân đẹp, dạng người nhất, hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón cô dâu Mai Tuyên sẽ diễn cùng chú rể Phát Sơn. Kính thưa toàn thể quý vị, cô dâu Mai Tuyên và chú rể Phan Sơn có được ngày vui, ngày hạnh phúc như ngày hôm nay là do nhà ơn sinh thành dưỡng dục của bậc làm cha làm mẹ. Quả thật đúng là nước biển mênh mông không đong đầy được tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín được công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Dạ vâng, sau đây Xuân Học xin được kính mời đại diện bên phái đoàn họ nhà gái có bố Lò Văn Hính và mẹ Lèo Thị Cương sẽ tiến về phía lễ đài sân khấu tình yêu. Các bác sĩ quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón. Nhà trai có mẹ Quang Thị Lạch sẽ tiến về phía lễ đài sân khấu tình yêu. Sau đây xin mời chúng ta sẽ cùng nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chú rể Phan Trường đẹp trai đa tài đã từng nói với cô dâu mắc cười như thế này rằng qua xong học có tìm hiểu đấy ạ. Chú rể đã từng nói với cô dâu như này: Tuyên ơi, anh đi tìm em khắp thế gian, tìm em mệt nhọc vô cùng, tìm em tận cùng trời với đất, và cuối cùng anh đã tìm được em, người duy nhất anh yêu. Tuyên à, Tuyên thật dịu dàng và kiêu sa, để rồi Sơn về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình, và rồi Tuyên cũng về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, với mình rồi lại với ta, đẹp duyên đôi lứa, mặn tình vương gia. Xin mời kính thưa toàn thể quý vị, được sự cho phép của chính quyền địa phương, sự nhất trí đồng ý của bên gia đình, cũng như sự đồng tình của đôi bạn trẻ cô dâu Mai Tuyên và chú rể Phan Sơn, hôm nay ngày 2 tháng 10 năm 2023 tại gia đình nhà trai nhà gái đã long trọng tổ chức đại lễ vu quy cho cô dâu Mai Tuyên sẽ diễn cùng chú rể Phan Sơn. Theo những kim đồng hồ của ban tổ chức chúng tôi, giờ vàng phút bạc dây kim cương đã điểm, ta duyên thắm đượm kể từ đây lễ trao duyên mới đại lễ vu quy của cô dâu Mai Tuyên. Toàn thể quý vị, ngày xưa đất nước Việt Nam của chúng ta không cấm pháo, nhưng bây giờ hiện tại thì hiến pháp pháp luật đã cấm pháo rồi. Nhưng ngay tại đây, cần thiết ngay tại đây, ban tổ chức cũng như đôi bên gia đình và cô dâu chú rể không cấm những tràng pháo tay của quý vị. Xin quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật giòn giã, thật đồng nhiên được không ạ? Dạ vâng, to hơn nữa được không ạ? Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, được sự ủy quyền của đôi bên gia đình, Xuân Học xin được thay mặt cho đôi bên gia đình xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, bất chấp thời gian quý giá và ngọc của mình để đến tham dự đại lễ vu quy của cô dâu Mai Tuyên sẽ duyên cùng chú rể Phan Sơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trong lúc tiếp đón cũng như tiếp đại,
có những gì sai sót thì mong quý vị rủ lòng thương, thương mến, chúc mừng hạnh phúc mà bỏ qua cho. Dạ vâng, tiếp theo chương trình sau đây, xin mời cô dâu Mai Tuyên và chú rể Phan Sơn sẽ tiến về phía bàn tiệc rượu của ban tổ chức để thực hiện nghi lễ rót rượu sầm banh. Xin mời cô rể, chúng ta sẽ lắc thơm mạnh ạ. Vâng, rất tuyệt vời ạ. Vâng, thật tuyệt vời. Như vậy chú rể chúng ta đã mở thành công trai diện đầu tiên. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay rót lên tháp ly tình yêu của mình. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chung tay rót chén rượu đầy, gừng cay muối mặn chứ đừng quên nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Chà bi xong rồi. Thôi. Dạ vâng, xin mời chú rể chúng ta sẽ cầm chai rượu thứ hai và bóc ạ. Dạ vâng, những gian nan, những thử thách, tình yêu đầu tiên thì chú rể sẽ cố gắng và giữ gìn hạnh phúc của mình để cho cô dâu Mai Tiên sẽ có được hạnh phúc mãi mãi về sau. Dạ vâng, rất tuyệt vời. Dạ vâng, sau đây xin mời chú rể sẽ rót lên tháp ly một nửa và sẽ rót rượu tình rượu hiếu của mình ở ly bên dưới đấy ạ. Thể quý vị, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong mườn chảy ra, một lòng kính mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu thì mới là đạo con. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chữ chung thì để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, còn đôi ta chữ tình. Sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ bước về phía giữa sân khấu để thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi ạ. Khi MC được sự ủy quyền của đối bên gia đình sẽ được phỏng vấn chú rể một câu ạ. Chú rể Phan Sơn, đẹp trai đa tài của chúng ta ngày hôm nay, có nguyện bằng lòng dìu dắt, yêu thương, chia sẻ, san sẻ, sẻ chia cùng cô dâu Mai Tuyên được không ạ? Được. Dạ vâng, như vậy chú rể của chúng ta đã đồng ý. Và cô dâu Mai Tuyên, cô dâu có nguyện đi theo chú rể Phan Sơn, tình yêu, yêu nhau, cùng nhau sẻ chia những nỗi niềm, những khó khăn kham khổ trong cuộc sống, được không ạ? Được ạ. Dạ vâng, như vậy cô dâu và chú rể của chúng ta đã đồng lòng. Và sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ quay mặt vào nhau, quát tay để uống rượu ra bôi ạ. Đấy. Sau đây, 1, 2, mà xin kính mời. Dạ vâng, sau đây xin mời đôi bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể sẽ cùng đi nhau để minh chứng, chứng minh cho rằng từ nay đôi bên gia đình đã có dâu hiền rể thảo, rể thảo dâu hiền. Xin mời đôi bên gia đình sẽ chạm đi nhau ạ. Dạ vâng ạ. Quý vị ơi, quý vị hãy rót lên những ly rượu của mình thật tràn đầy được không ạ? Để cùng uống rượu, chúc mừng, hạnh phúc cùng cô dâu Mai Tiên và chú rể Phan Sơn được không ạ? Quý vị đã rót chưa ạ? Và sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng rót lên những ly rượu và cùng đứng lên để cùng uống rượu chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Chúng ta sẽ cùng nâng ly và cùng hô theo sân họng nhé, sân họng sẽ hô như này ạ. 1, 2, 3, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc nha quý vị nhá. 2, 3, chúc mừng hạnh phúc. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Nóng nhân chứ sao nóm y bao hê hú tô bao sao nói nóm sừng khăm chẳng má ón bàn chàng vía hay vía nha chàng dên vía choi hờ ai êm quên nóm dù hiếm quấy con ai mà già bao nói nóm ai dù bạn nơ